Nhờ chồng canh con ngủ mà nó là lắm, vừa nhờ được tí ra làm vài món ăn thì nghe tiếng ngáy ngủ, con mình thì còn nhỏ thì làm sao mà ngáy to như thế được, nên mình vào phòng kiểm tra thử. Thì ra là chồng mình ngủ trước cả con, quay sang nhìn đứa con thì mới thấy là con mình canh cho chồng ngủ. Đôi mắt ngơ ngác của đứa bé cứ như kiểu, dậy đi ông già, tao mới chính là người cần ngủ mà mày ngáy thế thì sao tao ngủ được nữa.